Trịnh Châu thất thủ, mặt trận toàn quân bị đánh lui. Sư trưởng hy sinh vì nhiệm vụ. Sao lại như thế? Trước khi đi, cả sư bộ đều ở trong thế chuẩn bị rút lui. Cha nuôi sao lại không đi chứ? Đều tại tôi. Tại tôi. Từ lúc đi theo cha đánh giặc, tôi chưa từng khiến ông ấy an tâm. Không học hành đàng hoàng, đưa tôi qua Nhật du học, tôi lại không nghe lời, lén lút chạy về. Mặc dù không phải cha ruột của tôi, nhưng trong lòng tôi luôn coi ông ấy như cha đẻ của tôi. Nhưng khi ông ấy đi, tôi còn cãi nhau với ông ấy. Điều do tôi không tốt, là tôi hại ông ấy. Đừng khóc nữa. Không thể trách cô, vì đây là chiến tranh. Chiến tranh chết tiệt, rốt cuộc bao giờ mới có thể kết thúc đây chứ? Tôi muốn bố tôi. Được rồi, đừng khóc nữa. Quá tuyệt. Đây là lần đầu tiên sinh bình ta nghe tấu dương cầm. Thật sự quá tuyệt. Honda Teniu, cậu không nên làm quân nhân. Có lẽ là một nhà nghệ thuật sẽ hợp với cậu hơn. Tư lệnh quan, tôi cảm thấy chiến tranh của Đại Đế quốc Nhật Bản ta, nó chính là một môn nghệ thuật. Kamaden, dân, chuyện gì? Tiền phương báo. Đọc. Quân ta đã tấn công Trịnh Châu. Sư đoàn 26 và 27 đã tấn công lần lượt vào tiền tuyến Tương Giai và Âu Hán. Rất tốt. Đóng giữ quân số 31 Trung Quốc ở Hà Nam, quân đóng đô hơn 40 vạn. Đối diện với sự tấn công của hơn 9 vạn binh lực ta, lại bị đánh lùi. Từ trước tới giờ chỉ có 38 ngày, tỉnh Hà Nam đã bị chúng ta chiếm đóng. Đáng để chúc mừng. Các hạ, có lẽ còn có việc đáng để chúc mừng hơn. Còn tin gì tốt sao? Tiểu điểu đưa mật báo tới. Độ tin cậy của tình báo này là bao nhiêu? Chúng ta không biết.
lần trước gửi tới tình báo không đáng giá. Lập tức báo cho Tiểu Niên, bảo hắn mau chóng đánh vào nội bộ. Dân. Tình báo này cho dù tin cũng không được, tin hoàn toàn. Tướng quân Honda, tôi có một cách. Mọi người qua đây nghe cho rõ. Đàn ông, phụ nữ, người già, mọi người nghe rõ đây. Hoàng quân muốn tổ chức đại hội an ủi toàn dân ở quảng trường. Mỗi nhà đều phải phái người tham gia nhé. Nếu như không tới, một khi điều tra ra, sẽ phạt. Hôm nay bọn giặc tổ chức hoạt động gì đó ở quảng trường, mọi nhà đều phải đi. Còn nữa, đây là tin tức đại cá tử gửi tới. Chúng ta có tin của đồng chí Dương Phong rồi. Đừng cao quá mặt mày nữa. Nâng tinh thần lên. Sư trưởng đã từng nói, một đội mà không có tinh thần, đó chính là đội không có tinh thần chiến đấu. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể an ủi vong linh của sư phụ. Hồ Bu, tôi hỏi cậu lần nữa, tên nhật kia quả thực nói bắt được một tên lính BLA sao? Chính xác hơn chắc là bác lộ quân, đều giống nhau. Chỉ cần hắn là người của đảng Cộng sản, chúng ta bắt buộc phải cứu sống hắn ra, quyết không để hắn chết trong tay bọn Nhật. Nhiệm vụ ứng cứu lần này có thể có thương vong, mọi người phải đề cao cảnh giác. Doanh trưởng, anh nói với mọi người, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là gì? Đúng đó, nói với mọi người đi, để chúng tôi có phương hướng. Đợi sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, dù cho kết quả thế nào, tôi sẽ tuyên bố với mọi người nội dung hành động lần này. Doanh trưởng, vì để cứu một phần tử cộng đảng mà chết thêm huynh đệ, có đáng không? Đáng. Chỉ cần là đánh quân Nhật, chính là bạn bè của chúng ta. Đúng rồi, đã là người đánh bọn Nhật đều là người Trung Quốc. Lý Phó Quan, đưa mọi người về trước đi. Dân, anh em đi.
Cố doanh trưởng, sau này cậu nói chuyện phải chú ý cách dùng từ. Ở trong đội của tôi tuyệt đối không cho phép ngôn luận ủng hộ cộng sản. Tôi cứu lính BAL không phải là làm bạn với chúng, là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không hiểu sao anh lại gọi họ là lính đỏ chứ. Bọn họ từng làm chuyện gì? Giết người hay là cấu kết với địch sao? Sao lại là phỉ? Là một quân nhân của đảng quốc, cậu nên cẩn thận lời giáo huấn của ủy viên trưởng. Chống ngoại xâm và bình định nội địa, quân địch vào đây xâm chiếm, hận thù vô biên, lại cứ phân biệt đối xử, tự mình hại mình. Kiểu giáo huấn này nghe cũng bỏ đi. Đủ rồi, chỉ dựa vào lời này của cậu, tôi có thể đưa cậu tới chỗ quân thống rồi. May mà cậu còn là người mang quốc chữ hiệu. Tôi chỉ biết chúng ta đều là người Trung Quốc, không nên tương tàn lẫn nhau. Đạo lý to lớn nhất của tôi không nói lại được cậu. Tôi là quân nhân, quân nhân nên phục tùng mệnh lệnh. Vậy phải xem là mệnh lệnh gì. Quân nhân cũng có não của bản thân, có phán đoán chính xác, có tư tưởng của bản thân. Anh nói rất đúng. Chúng ta là quân nhân, không phải là cái máy vô cảm giết người. Nếu như chỉ phục tùng mệnh lệnh một cách mù quáng, một người bảo đi giết người liền đi giết, vậy có nghĩa là không phân biệt tốt xấu, không phải là tên ngốc sao? Đừng có dạy đời tôi. Tôi là kẻ thô lỗ, ăn nói không hơn được cậu. Cấp trên dạy tôi, giác súng như vậy đó. Anh có thể là người thô lỗ, không ai chê cười anh, nhưng anh không thể làm người không có lương tâm. Như thế chỉ có thể khiến người đời sau phỉ nhổ. Anh có thể làm tên ngốc, nhưng anh nên nói với hậu thế sau anh cái gì đúng đắn. Không tin chúng ta có thể đối diện với sư tòa để hỏi. Hỏi ông ấy đồng ý là tôi nói hay không. Bớt nhắc sư tòa với tôi đi. Đừng quên, trước đây cậu còn nghi ngờ sư tòa bán tin tình báo cho người Nhật. Tôi thề với linh hồn của sư tòa trên trời, nếu như sau này cậu còn dám ăn nói lung tung, tôi sẽ bắn chết cậu. Đến khi đó cậu sẽ biết cái gì là đúng đắn. Còn nữa, Diễm Thu bây giờ không có người thân, cô ấy chỉ có thể ở lại tiểu đội. Tôi không muốn người phụ nữ tôi thích bị tổn thương. Tôi phải bảo vệ cô ấy, càng không hy vọng có người ngăn cản tôi. Tướng quân, mời. Người đã tới đủ rồi. Có thể bắt đầu rồi. Hương thân phụ lão, tôi giới thiệu với mọi người, bạn tốt của Thành Lâm Nhữ chúng ta, Hoàng quân Đại Nhật Bản, là trưởng quan tư lệnh cao nhất trấn thủ ở Lâm Nhữ chúng ta, tiên sinh Yoshida. Vỗ tay. Các vị hương thân phụ lão, thân sĩ có danh ở Thành Lâm Nhữ, các huynh đệ, mong cho phép tôi nói chuyện với mọi người bằng tiếng Trung. Nếu như dùng từ có chỗ nào sai, mong mọi người tha thứ. Cha của tôi là người rất yêu thích và đam mê với con người, văn hóa Trung Quốc. Từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, rất thích mảnh đất của mọi người. Chúng tôi đến Lâm Nhữ không phải đem tới sự nguy hiểm cho mọi người, mà ngược lại, đem đến hòa bình và hy vọng cho mọi người. Chúng ta nên ở một thế giới hòa bình, cùng thuyết Đại Đông Á chung sống. Hay, nói rất hay, vỗ tay. Nhưng mấy ngày trước,
đã xảy ra một chuyện khiến người khác hối tiếc. Binh sĩ của tôi bị người khác giết chết. Hung thủ còn tàn nhẫn chặt đầu của hắn. Đương nhiên, binh sĩ của tôi cũng có chỗ làm không đúng. Bọn họ chưa được sự cho phép của mọi người, đã lấy đồ của mọi người. Bởi vì phong tục khác nhau, bọn họ đối với phụ nữ của mọi người xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. Tôi ở đây đảm bảo với mọi người, từ nay trở đi sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Để biểu thị pháp kỷ, thể hiện thành ý của đế quốc ta, bây giờ đem mấy tên tù binh lên đây nghiêm phạt để an ủi lòng dân. Bọn họ đều giết người Trung Quốc. Bọn họ giết người Trung Quốc. Anh bạn, khiến anh sợ rồi. Đừng sợ, đứng lên. Cảm ơn tướng quân. Người tốt. Tướng quân đúng là người tốt. Vỗ tay. Đây không đáng là gì. Để mọi người sống ở trong một xã hội công bằng, công chính là trách nhiệm bắt buộc của chúng ta. Tin tưởng rằng từ ngày mai trở đi, Thành Lâm Nhữ sẽ phục hồi sự yên bình ngày nào. Mọi người sẽ trải qua cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Cậu là người của phòng thống kê điều tra của đảng Hà Nam. Điều tra ra thân phận của hắn, liền xử. Một khi thân phận bị bại lộ, chúng tôi sẽ không thừa nhận hành động của cậu. Sống hay chết dựa vào tạo hóa của cậu. Nhất định phải lấy được danh sách đặc vụ ngầm ở trong quân Nhật. Ai? Ai ở đó? Ai ở đó? Tôi giới thiệu một chút. Không cần giới thiệu, chúng ta quen biết. Từ đại tiểu thư, bình tĩnh chút. Đưa tôi. Nên thay thuốc rồi.
Ngài tư lệnh, trưởng quan cao nhất của đội hành động Kim Bách, Ngài Kagawa, bí mật kỹ đạt Lâm Nhữ sẽ đến trong thời gian ngắn. Sao hắn lại ở đây chứ? Trên đường áp giải, hắn tới nhà lao, gặp phải mai phục của quân Nhật. Chúng tôi đã cứu hắn ở trên đường đi Lâm Nhữ. Anh không muốn biết tại sao tôi đối xử với hắn như thế sao? Không muốn nói thì không cần ép. Là trong buổi tiệc rượu tối hôm đó. Hôm đó, Trúc Tân Hoa tới tìm tôi. Diễm Thu, có phải không thoải mái không? Lời của Vương tư lệnh khiến người khác phấn chấn. Tôi uống vài ly, không sao, chỉ hơi đau đầu. Ngồi đi. Không cần. Đây là văn phòng của Vương tư lệnh. Nhưng lúc hắn chưa về, tôi ở đây muốn nói với cô vài câu. Ngày mai chúng tôi muốn hành quân tiền tuyến. Trước khi diễu hành, tôi muốn biết đáp án chính xác của cô. Đáp án gì? Cô cũng biết, sư tòa vẫn luôn gán ghép chúng ta. Ông ta vẫn luôn truy cứu tôi. Phát triển thế nào rồi? Con người tôi thẳng tính, nghĩ gì thì nói đó. Ấn tượng của tôi với cô rất tốt. Tôi rất thích cô. Đương nhiên rồi, ở trong lòng cô, tôi chỉ là một quân nhân, không có văn hóa. Từ nhỏ đã mất bố mẹ, tuổi tác lại nhiều hơn cô. Tất cả các điều kiện đều không xứng với cô. Nhưng tôi nói cô nghe, tôi thật lòng với cô. Thời gian dài như vậy, cô cũng không có thái độ rõ ràng gì. Đợi tôi lên chiến trường, e là rất khó gặp lại cô. Chúc danh trưởng đừng nói thế. Lòng tốt của anh đối với tôi luôn ghi nhớ trong lòng, cũng rất tôn trọng tình cảm của anh. Nhưng đất nước đang khó khăn, tôi không muốn tình cảm nữ nhi làm vướng bận chúng ta. Lúc này tôi chỉ có thể vì quốc gia làm gì đó. Chuyện này đều là việc mà quân nhân chúng ta nên làm. Cô nói như thế khiến tôi thấy hổ thẹn. Không, anh là một quân nhân tốt, người đàn ông tốt. Vậy sao? Cô có thể nói như thế, tôi rất vui. Nhưng không phải tình yêu. Xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương anh. Tôi hiểu. Diễm Thu, cô nhớ lời của tôi. Trước khi cô tìm được ý trung nhân, tôi sẽ luôn chờ cô. Đúng rồi, Vương tư lệnh không muốn người lạ vào đây. Cô ở đây nghỉ ngơi một lúc, đợi khi tỉnh rượu thì mau chóng rời đi. Được. Ai? Ai ở đó? Ai ở đó? Từ đại tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô. Anh là ai? Tôi không quen anh. Cô không quen tôi cũng không sao. Tôi quen cô là được rồi. Anh muốn làm gì? Sao anh lại ở đây? Cô biết không, buổi tiệc rượu hôm nay, cô là viên trân châu sáng giá nhất. Tôi để ý cô rất lâu rồi. Anh đừng có làm bừa.
Tôi sẽ gọi người tới. Gọi người sao? Tôi chỉ là muốn quen biết với cô thôi. Từ đại tiểu thư, mùi nước hoa của cô thật mê người. Khổ thẹn anh là quân nhân, mong anh tự trọng. Tôi là cái gì không quan trọng, quan trọng là tôi thích cô. Anh điên rồi, bỏ tôi ra tên điên. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Thẩm Thương Vũ, Diễm Thu, em không sao chứ? Người lại, sao lại chạy vào văn phòng của tôi? Người đâu? Bắt hắn ta lại. Sau này nghe cha nuôi nói, hắn là đặc vụ của Trung Thống. Trong tổ bảo hiểm của vương tôi lệnh mất một văn kiện mật. Mọi người đều cho rằng là Thẩm Tương Vũ làm, bởi vì trên người hắn tìm được công cụ mở tủ bảo hiểm, nhưng không lục được văn kiện gì. Hắn không chịu nói gì hết. Nghe nói áp giải hắn tới Trùng Khánh, không ngờ lại rơi vào tay của các anh. Chả trách Chúc Tân Hoa muốn bắn chết hắn. Sẽ không xảy ra chuyện đâu. Tìm được người thủ lăng chưa? Trước mắt vẫn chưa có manh mối, nhưng nổi tiếng của tôi báo cáo, bọn chúng muốn tìm được người thủ lăng, bắt buộc phải liên lạc với đội du kích. Tôi đã bố trí xong thiên la địa võng để bắt hắn. Tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Các hạ, thứ cho tôi suy nghĩ nhiều, đề phòng trong hành động sau này, không làm hại tới người của mình. Có thể nói tình hình của Hắc Ưng cho tôi không? Tư lệnh quan nói câu này thật là hài hước. Nói cho cậu, hắn giống như âm hồn, chỉ làm tổn thương người khác. Người khác không làm hắn bị thương được. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Dân, tại sao cô lại chạy tới văn phòng của vương tư lệnh? Buổi tiệc rượu buổi sáng, tôi tổng hợp được rất nhiều vật tư chiến đấu và tiền cho học sinh chúng ta. Lại nghe được vương tư lệnh luôn làm người khác phấn chấn, luôn khẳng khái thẳng thắn, còn tưởng có thể một lần đánh lùi bọn giặc. Vui vẻ uống nhiều hơn vài ly, giống chỉ muốn tìm căn phòng không người để tỉnh rượu, nhưng không quen đường, lại đi nhầm vào căn phòng quan trọng như thế. Thật sự vui vẻ quá sớm. Thật không ngờ Trịnh Châu thất thủ sớm như thế. Cha nuôi cũng đi rồi. Tôi cho cậu một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này do một người Trung Quốc vẽ ra, ký hiệu rất rõ ràng, vị trí chuẩn xác, địa hình vô cùng rõ ràng, đều được vẽ trên đó. Bản đồ mà hắn làm được người Trung Quốc phong làm ảnh tượng hoạt động. Đây là bản đồ địa hình của Lâm Nhữ, có lẽ kết cho hoạt động sau này của chúng ta. Nghe đây, ở trong lăng mộ này cất giấu nhiều vàng trân châu báu vật.
Đồng chí Dương Phong bị áp giải trong Thổ Lâu. Đây là Đại Cát Tử. Chúng ta làm bản đồ phòng đất. Bất kỳ giá nào cũng phải cứu được đồng chí Dương Phong ra. Nơi chúng ta cần đi chính là Thổ Lâu này. Điểm cao duy nhất ở trên Thổ Lâu. Thạch đầu đừng động vào lính gác. Phụ trách quan sát. Nơi chúng ta giả dạng người Nhật đi vào. Lôi Tử, cậu đem một đội vào trong thành yểm trợ. Làm xong thì rút ở cửa phía tây. Cửa trước của Thổ Lâu có hai lính gác. Trong diện có một trạm gác lưu động. Chúng ta muốn vào Thổ Lâu, con đường duy nhất là cửa chính. Đại Cát Tử đưa tới tình báo, quân ta cũng đi ứng cứu trước, nhưng mục tiêu không rõ. Vì an toàn, chúng ta phải mau chóng hành động. Đảng Cộng sản cũng đang mò lần địa hình. Chúng ta không thể để bọn chúng cướp người trước mặt chúng ta. Như này, tôi đem Hổ Bủ, Hàng Tái Hưng, còn có Nhị Lăng Tử, Trụ Tử vào trong diện. Lão Nhân Sanh và Hổ Bu, các cậu trấn ở ngoài diện. Cố Doanh Trưởng, cậu đem những người khác ở ngoài thành tiếp ứng. Khi nào hành động? Tờ mờ sáng. Tờ mờ sáng. Làm gì thế? Bắt Bác Lộ Quân đưa vào phòng thẩm vấn. Là ngươi, bạn cũ của ta. Sao cậu lại tới đây? Mau. Mau lên, mau, mau. Mau, rút. Rút, mau. Rút. Báo cáo thiếu tá Honda, chúng tôi gặp phải tập kích của Bác Lộ. Bọn họ tới cướp ngục, nhưng tôi không để bọn họ đạt được mục đích. Phạm nhân đã bị tôi bắn chết rồi. Mày nói cái gì? Phạm nhân đã bị tôi bắn chết. Mày chắc chắn chứ? Đúng. Tôi thề với Thiên Hoàng Bệ Hạ, phạm nhân đã bị bắn chết.
天皇陛下に違います。 Dương đại ca, Dương đại ca, tỉnh lại đi, Dương đại ca. Không phải anh bảo phải về thăm mẹ của anh sao? Bà ấy còn đang chờ anh về đó. Anh ơi, anh tỉnh lại đi, Dương đại ca. Mẹ của anh vừa mới làm cho anh đôi giày mới. Anh sao lại... Anh Dương, anh tỉnh lại đi mà. Đừng khóc nữa. Đưa đồng chí Dương Phong về núi đi. Đều tại các anh, đều tại các người. Nếu không phải các người làm loạn, chúng tôi có thể cứu anh Dương một cách thuận lợi rồi. Anh ấy sẽ không hy sinh. Còn nói chuyện kiểu gì thế? Vì hắn mà chúng tôi hy sinh biết bao nhiêu anh em. Ai bảo các người tới? Ai bảo? Đội trưởng bọn tôi đã sắp xếp xong rồi. Chúng tôi sẽ thuận lợi cứu được anh Dương. Tiểu tử, cậu tưởng bọn tôi muốn cứu một tên lính đỏ hay sao? Ông đang mất 70 huynh đệ, chính là vì cứu các người. Bây giờ chỉ còn lại bằng này người. Mày còn trách lên đầu bọn tao sao? Ai là lính đỏ? Chúng tôi là đội ngũ đảng cộng sản. Dựa vào đâu mắng bọn tôi là lính đỏ? Mày chính là lính đỏ. Muốn làm cái gì? Các người muốn làm gì? Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Xin lỗi, huynh đệ của tôi không hiểu chuyện, khiến các cậu sợ hãi rồi. Đừng nói như thế. Cho dù thế nào, chúng tôi vẫn phải cảm ơn anh cứu đồng chí Dương Phong ra, để anh em quốc quân mất đi chiến sĩ giỏi. Chúng tôi cũng rất buồn. Các cậu thật sự là đội du kích của đảng cộng sản sao? Chúng tôi tuyệt đối không phải lính đỏ. Nếu như đã là đội kháng Nhật, nên tôn trọng lẫn nhau. Ở đây chỉ có chiến sĩ bảo vệ quốc gia, không có lính đỏ. Nếu như kháng Nhật mà cần chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào. Bảo trọng. Nếu như các cậu thật sự là đội du kích đảng cộng sản, thì tôi không thể thả các anh. Doanh trưởng, doanh 3 đội 7, quân đoàn 29 quốc quân,
Chúc Tân Hoa phụng lệnh Lâm Nhữ thiết lập liên hệ với đội du kích của Đảng Cộng sản. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật của anh chính là hướng nòng súng vào chính đồng bào của mình sao? Huynh đệ tương tàn, việc gì phải vội?